Hãy khóc thoải thích đi. Ta biết kiềm nén trong lòng rất đau khổ, vậy hãy khóc cho thật thoải mái đi. Khóc đi, hãy quên hết mọi thứ và làm chủ môn của chúng ta thật tốt. sư tỷ, mùi đau khổ quá, mùi thích quên ấy, mùi thật lòng rất thích quên ấy sư tỷ sư muội muội thích quên ấy muội thật lòng thích quên ấy sư tỷ sư muội bảo ta biết mà tại sao phải như vậy muội rất thích quên ấy sư tỷ muội phải làm sao đây đừng khóc nữa mùi đừng khóc nữa mà mùi rất là buồn mùi buồn quá sẽ tệ hả công tử à tiểu đồng Ngươi quay về dạo Mai Sơn Trang trước đi Công tử người bị thương rồi Hay là chúng ta về cùng đi Tiểu đồng đi lấy nước Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bù bù Chứng môn, ăn cơm thôi Người đi trước đi, ta sẽ ra ngay Dạ Hãy subscribe cho kênh 总是欠缺一些放下我们的。 lục tiểu phụng xem thử đó là ai vậy nghe nói là người đã chiến thắng tây môn suy tuyết chúc mừng cô lục đại hiệp tây môn suy tuyết đã bị thương rồi người muốn theo hắn ngày sao đây hắn đã vì cô mà chấn thương kinh mạch cô cảm thấy mất nợ quá nhiều quyết định vứt bỏ chức trưởng môn nga Mì, cùng hắn như chim liền cánh cây liền cành huynh không cần khuyên ta đâu lòng ta đã quyết ngăn cản ta cũng vô ích thôi ta phải giữ lời hứa với tên môn suy tiết được rồi vậy thì cô cứ đi còn do dự gì nữa không phải là huynh cũng vì đan phượng mà rời khỏi nga mi sao Chúng ta sao có thể đánh đồng với nhau được Ta phiêu bạc khắp nơi Bố mẹ là nhà, không dướng bận Nhưng cô và tây môn suy tuyết thì khác Lớn lên trong danh môn chính phái Thân mang trọng trách sao có thể nói bỏ là bỏ được Sự thái truyền lại do học cả đời cho cô Cô hãy hỏi lương tâm của mình Có thể quên đi ân tình đó Cứ vậy các đứt quan hệ với Cammy hay không Nhìn bước chân cô do dự thì biết cô không hạ được quyết tâm. Cứ đi thẳng con đường này, có thể gặp được Tây Môn suy tuyết. Con đường còn lại là đường trở về Kami. Hãy chọn con đường mà cô sẽ không hối hận. À, lục tiểu phụng ơi lục tiểu phụng lúc nào ngươi cũng biến thành ngụy quân tử ra vẻ ta đây đang yên đang lành sao lại à. chửi mình những lời quan minh chính đại này sao có thể nói ra từ miệng ta được chứ dứt khoát tách khỏi một đoạn nhân duyên ta cũng cảm thấy quên là đau thủ vũ các đức nhân duyên trung nghĩa khó lưỡng toàn Ta không muốn có lỗi với sư thái Chỉ có thể làm người ác mà thôi Chúng ta mau chóng đi tìm đan phượng thôi Nhân duyên của quân Không thể lại dứt nữa Ta tìm công tử nhà ngươi Ta thật sự có việc gấp muốn gặp công tử nhà ngươi Cô nương à Ta thật sự không gạt cô đâu Công tử nhà ta đã nghỉ ngơi rồi ta nói người nghe thật đó người cho ta vào đi là trưởng mong của chúng ta bảo ta đích thân đưa thư đến người cho ta vào tí, đi tỷ tỷ à đừng gặp khó ta nữa mà có khách sao mời cô ấy vào đi tây môn công tử trưởng mong chúng ta bảo ta đưa thư đến cho ngươi ý của trưởng môn chúng ta. Người đã rõ rồi, phải không? Ít nhất ngươi cũng có thể nói với ta một tiếng là khi nào ngươi mới có thể rời khỏi Nga mi chứ. Tiểu đồng, tiện khách. Tỷ tỷ à, xin tỷ tỷ đó. Công tử nhà ta phải nghỉ ngơi rồi đó, mời tỷ tỷ đi cho. Tóm lại, muốn đợi thì tự ngươi tiếp tục đợi đi. Trưởng môn chúng ta sẽ không đi cùng ngươi đâu. mười vẫn còn nghĩ đến hắn sao mười có từng nghĩ nếu như mười thực sự đi cùng tây môn suy tuyết mọi người sẽ đối xử với đệ tử phái nga mi chúng ta như thế nào không Mùi biết Thật ra chúng ta đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ niềm vui và nỗi buồn của muội bọn ta đều biết nhưng bây giờ muội không còn là sư muội lúc trước nữa nếu là trước đây ta nhất định sẽ ủng hộ muội như chim liền cánh như cây liền cành nhưng bây giờ muội là chủ môn tỷ yên tâm muội sẽ không bỏ đi như vậy đâu muội sẽ không liên lụy đến mọi người từ trước đến đây muội luôn là một cô nương rất hiểu biết. sư tỷ à, muội biết tỷ muốn ăn ổi muội, nhưng bây giờ muội rất mệt, muội muốn nghỉ ngơi. tỷ có thể về phòng trước được không? được. Bất luận thắng thua, ta đều sẽ đi cùng chàng, cho dù là thắng hay thua, ta đều sẽ ở đây đợi nàng. công tử người của phái nga mi đang chuẩn bị đại lễ chứng môn đăng cơ rất là náo nhiệt công tử à mọi người đều đã như vậy cả rồi người còn không định quay trở về dạng mai sơn trang hả người muốn về thì cứ cứ về trước đi tiểu đồng tiểu đồng đi lấy nước Lễ nào nàng ấy thật sự từ bỏ rồi sao chẳng chưa đến hả sao lâu vậy ta Sao không biết có sao, chuyện gì sao không? lâu nữa. quá vậy? Chừng nào mới tới? Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Lâu đâu. quá vậy? Không biết có chuyện sao gì không nữa. Gì? Đi đâu rồi? Sao đến trễ quá vậy? Trưởng môn. Đây là chúng ta đến đại điện. công tử à đại lễ đăng cơ bắt đầu rồi đó Công tử Công tử à Đến rồi, đến rồi Đến rồi kìa Đến rồi Chị kìa đến rồi. Môn, đến rồi. môn đến rồi Đến rồi Nhậm chứ bá Con xin lỗi Tú Thanh đã phụ lòng mong đợi của người Ta không có tư cách Ngăn cản quyết định của con Rời khỏi Nỗi đau khổ của người mình yêu thương Còn đau khổ hơn là Dạng kiếm xuyên tim Tú Thanh à Ta biết Đưa ra quyết định như vậy Không dễ dàng dạ. Từ nay về sau Con phải gánh vác Tội danh phản bội sự mục Phải sống dưới cục mắt chỉ trích Của người khác Nhưng chỉ cần được ở bên quân ấy Thì con sẽ không hối hận Hay cho câu sẽ không hối hận ta sẽ không giữ con nữa. Con đi đi. Tu Thanh sẽ mãi mãi ghi nhớ ân huệ của Nga Mi đối với con. Sự tha thứ của nhậm sư bá đối với con. Ân tình này. Kiếp sau Tu Thanh sẽ báo đáp. Chúng đừng chúng 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 đi, đi chúng mà. Chúng không? đừng đi mà. Chúng không cần đuổi theo ngươi trở về nhưng lộc không có nga mi cũng vô dụng mà thôi tay nãy cho muội cầm lấy đi đợi ta chàng nhất định phải đợi ta 遮不住哀伤不淋不离我们像漂浮在海洋一把木桨撑不到彼岸、啊、一滴眼泪模糊了远方看看这个 所以，chàng không đợi ta thêm một chút nữa。1, Ta đã nói là sẽ đến mà Ta đã hứa với chàng là nhất định sẽ đến mà Ta đến rồi đây Tây môn suy tuyết Chàng ở đâu Ta đã nói Nhất định ta sẽ đến mà Chàng đi đâu rồi ở đây tên môn suy tuyết, Trần mau về đi. Ta đi cùng chàng. Mau quay lại đi. Hai con ngựa đã chết. Con đã bọn chúng dò dã lên đường. Mất dấu rồi. Bọn chúng dùng thuật che mắt chúng ta bị gạt rồi bọn chúng có mười mấy người thủ lĩnh là một nữ nhân đang vừa bị đựng trong bao tải hôm mê bất tỉnh người là ai vậy? Không giấu gì cô nương, ta cũng muốn biết, cô là ai? Ngươi! Ta làm sao thế này? Ngươi... cái ngươi đã hạ độc ta? Trên cây kim lúc nãy, có độc qua ngũ sắc. Sau khi trúng độc, toàn thân tê liệt, ta chỉ muốn là để cô nương nghỉ ngơi cho khỏe mà thôi đi tiện <laughs> đây là nơi nào đây là nơi tiếp đại khách quý mỹ nhân giống như cô nương vốn không nên bị đại ngộ như vậy mỹ nhân vô cùng xin lỗi chỉ cần cô nương trả lời vài câu hỏi của ta ta sẽ để cô nương thoải mái hơn công chúa đan phượng nói ta biết kim bằng ở đâu ta không để nói cho người biết vậy sao mai mà tại hạ luôn nhẫn nại không ngại giúp cô nương tìm một nơi yên tĩnh khác từ từ suy nghĩ nếu cô nương cảm thấy buồn muốn nói chuyện với tại hạ chỉ cần nói một tiếng tại hạ lập tức có mặt Thả ta ra Thả ta ra Thả ta ra Thả ta ra ngoài Đây là đâu Mau thả ta ra ngoài Người đâu Người đâu Thường quan Phi Yến Từ khi thiết hộ thượng nguyệt tử chiến Lâu chủ lậu thứ 104 của thanh y lâu Vì cô lập được đại công bắt đầu từ hôm nay Cô chính là lâu chủ lầu thứ 104 của thanh y lâu Từ nay về sau Người không được làm trái chỉ thị của lâu chủ Mượn thế làm càng Không được lừa dối đồng môn Phản bội lời thề Không được làm trái chỉ thị của lâu chủ Mượn thế làm càng Càng không được lừa dối đồng môn, phản bội lời thề. Từ nay về sau, Phi Yến tuyệt đối không làm trái chỉ thị của lâu chủ, mượn thế làm càng, càng không được lừa dối đồng môn, phản bội lời thề. Phi Yến như Thanh Y Lâu không lâu, thiếu chủ đã đề bạc tôi làm lâu chủ, thật khiến tôi bất ngờ. Thật ra lần này ta thấy ngươi làm lâu chủ, cũng có áp lực rất lớn. Có người cho rằng cô tự là người của H.Y.Ban, sẽ không hiếu trung với Thanh Y Lâu nhưng ta quyết không lùi bước dứt quyết như vậy cô biết vì sao không ta muốn mãi mãi giữ cô bên cạnh của ta đêm nay đã cùng các huynh đệ các máu ăn thề tự nhiên sẽ luôn trung hiếu với thanh y lâu rõ ràng là cô biết ta không phải nói ý này thiếu chủ Tôi là sát thủ Chỉ biết giết người Bán mạng cho Thanh Y Lâu Những chuyện khác Chuyện gì ta cũng không làm Có phải trong lòng cô có người khác Làm sát thủ Với bất kỳ ai Hay với việc gì Nảy sinh tình cảm Đều là không sáng suốt Chắc thiếu chủ hiểu rõ hơn tôi Được thôi, được thôi Ngày Đinh Sử Hoàng đế độc phát ngày thứ 36 à, 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 Lạnh quá à, à, à. Hoàng thượng, thượng cho ta thượng, hoàng dạ, dạ, thượng, dạ. Dạ. Dạ, dạ. thượng dạ, sao không? Hoàng thượng Hoàng thượng sao vậy? Vì rồi hoàng thượng nói lạnh đó, nên chúng thần mang vài chiếc chăn đến cho hoàng thượng, vậy thú thật ghê, đúng vậy cho hoàng thượng đâu. Dạ biết rồi, chúng thần sẽ đi lấy ngay, đi đi. Xin thứ tội tại hạ nói thật. Bệnh tình của hoàng thượng do cách chữa trị của quát hưu nên ngày càng nghiêm trọng như vậy nếu không phải tại hạ kịp thời đến đó loại trừ tà hàng trong người hoàng thượng thì hậu quả khó tưởng tượng nổi cách chữa trị của quát hưu biểu hiện thì có thể trấn áp bệnh tình nhưng thật ra đang tiêu hao chân khí trong người thái hậu à tuyệt đối không để quát hưu tiếp tục chữa trị khiến hoàng thượng bên ngoài thì tốt hơn giống như hồi phục một chút nhưng trên thực tế ngược lại là còn làm trùng độc phát triển nhiều hơn qua mãn lâu ngươi vì hoàng đế Đúng là đã tận lực rồi Nhưng hoàng thượng trong tay ngươi Mãi vẫn không có khởi sắc gì Quắc hưu khẩu khí rất lớn Nhưng hắn đối với Ai Gia là trung thành Có cho hắn cũng không dám làm bậy Ai Gia có thể hiểu rõ Đạo lý người cùng nghề Ngươi cũng không nên nói ác như vậy Thái hậu đương đương Bây giờ hoàng thượng với thuốc của quắc thần y Đã nảy sinh ý lại Không chỉ làm hoàng thượng Tính tình tổn thương hơn nữa là làm tâm trí hoàng thượng suy giảm thậm chí giống như là trẻ con hoàng nhi con cảm thấy thế nào qua mãn lâu không cần phải nói thêm nữa hoắc hưu không chỉ khiến bệnh của hoàng thượng có chuyển biến lớn còn chữa khỏi bệnh mất máu của ai gia bây giờ là chuyện rõ như ban ngày nếu ngươi còn bao nhỏ quắc hưu ai gia không thể không hoài nghi thực ra ngươi vốn không muốn hoàng thượng được chữa khỏi ai gia mệt rồi ngươi lui đi dạ Lão Hoa Chuyện mà ngươi bảo chúng ta làm Chúng ta đã làm rồi Ta phải nghiêm túc cảnh cáo cậu Cậu đang đi một bước rất nguy hiểm đó Hậu quả rất nghiêm trọng nữa nha Cậu hiểu không Tôi hiểu rồi Nếu chúng ta vẫn cứ theo Cách làm của quát hưu Để trị cho hoàng thượng Mà không ngăn cản Cho dù chúng ta tìm được thuốc giải Thì hoàng thượng cũng chỉ dừng ở Dán vẻ sáu mươi tuổi mà thôi Qua công tử Cậu xem thử coi Đường đường là một công tử giang nam thế gia, sơn hào hải dị, phú quý cả đời, vốn không cần, lăn lộn chúng giang hồ thế tục, cần gì ngăn chặn lão đầu đó khiến sống chứ. Bệnh của hoàng thượng, chứa đựng âm mưu cực lớn. Chuyện này, ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Lão Chu, vị qua công tử này, với cái tên Lục Tiểu Phụng, đúng là giống hệt nhau, chỉ cần hắn xem ai là bằng hữu, dù cho có lên núi đao xuống chảo dầu cũng sẽ ra mặt giúp hắn được thôi nếu đã như vậy lão chu chúng ta hành động đi <laughs> Quang thượng, người thượng rồi. đâu rồi? Quang Quảng thượng, thượng đi đâu, đâu rồi? Đâu rồi? À. Quang thượng đâu rồi? Quang thượng đi đâu rồi? Có ai biết không? Không biết nữa người đâu rồi? Người, Hoàng đâu, người đâu rồi? Quang thượng, Quang thượng à? Cái gì? Bọn thái hậu, Quang thượng không không thấy nữa. Các người đã kiểm tra qua hết chưa? N n n để đáng thử chết đáng chết chắc được cái đáng 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 chết, chết cũng không tác dụng gì hoàng đế đâu vậy, nhiều người như vậy để lạc mất hoàng đế một người sống các người cũng không trông chừng được tìm tiếp tục tìm cho ai gia thái hậu thái hậu Thảo dân vừa nghe nói chuyện của hoàng thượng Quá là kính sợ sẽ thái hậu bớt giận hoàng đế không thấy nữa Người bảo ai gia có thể bớt giận sao các người đã điều tra rõ ràng chưa khắp nơi đều tìm qua rồi đều không thấy đâu hết bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích đóng cửa thành môn lại tra xét hết hoàng cung phái hết tất cả mọi người cùng đi tìm tuân chỉ thái hậu thái hậu thái hậu, 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 thấy hậu, hậu. Người sao rồi thái hậu thái hậu à hay là thái hậu hội cung trước đi có tin tức gì thật lập tức bẩm báo với cười đưa thái hậu hội cung đi đi cẩn thận Lần cuối cùng các ngươi nhìn thấy hoàng thượng là lúc nào? Dạ tối hôm qua, hầu hạ hoàng thượng ngâm nước thuốc xong, qua thần y bảo chúng thần ra ngoài hết. Chúng thần ra ngoài khoảng một canh giờ, qua thần y bước ra nói hoàng thượng ngủ rồi, không cho ai vào trong làm phiền. Vậy qua bản lâu mỗi lần cho hoàng thượng ngâm thuốc các ngươi được không hầu hạ bên cạnh hay sao? Qua thần y dùng bí kiếp trị cho hoàng thượng, có lẽ không muốn để chúng thần nhìn thấy nên kêu chúng thần ra ngoài đó. Bí kiếp sao? Để xuống coi thử đi. Mật đạo đó cuộc dẫn tới đâu? Quốc thần y, mật đạo dài khoảng 200 dặm, thông đến hậu sơn hoàng cung. ta nhắc nhở các người, chuyện bật đạo này tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nếu hoàng thượng có chuyện gì, các người sẽ đầu lìa khỏi cổ. Quách thần y, đây là qua thần y bảo nô tỳ vào giờ tuất tối nay giao cho Thái Hậu, vừa rồi nhất thời bị choáng nên chưa giao cho Thái Hậu. Qua mãn lâu ơi, qua mãn lâu, người đã giúp ta một việc lớn rồi. hoàng thượng giá đâu Nô tài tham kiến hoàng thượng Mẫu hậu hôm nay người có khỏe không hoàng nhi con về rồi à, các người lười xuống hết đi tuân chỉ tuân chỉ. Chỉ. chỉ thái hậu Nô tài tôi đang muốn chết Chuyện này Thái hậu Mời người tới gần coi cho rõ <laughs> Thái hậu tha mạng thời gian hoàng thượng bất tích sẽ tới hậu bật lệnh không thể truyền ra ngoài nhưng khó đảm bảo được lâu dài không chỉ dẫn tới đại độ hoàng bang kinh động triều đình thậm chí làm lung lay giang sơn quách khu dịch thế dáng dễ vị công công này gần giống với hoàng thượng nên mới nghĩ ra cái giả dạng này làm rất tốt không hổ danh là nội thị của hoàng đế khẩu khí và thường thái đều diễn rất giống cả ai gia cũng bị gạt nữa theo thượng tính toán thì khoảng ba ngày hoàng thượng đã có thể hồi phục hoàn toàn hơn nữa tuyệt không bị tái phát với vào lúc này qua bản lâu không nói một tiếng dẫn hoàng thượng đi chuyện này chỉ rõ hắn càng không muốn thận trị khó cho hoàng là thượng là qua mãn lâu đưa hoàng thượng đi thật to gan hắn muốn tạo phản hay sao vậy lẽ nào là hắn bài mưu hắn muốn ép thiên tử hiệu lệnh chư hầu thái hậu quốc khu nhất định điều tra rõ chuyện này người nghe đây quán thương bình thường như thế nào cứ phải học theo như vậy nếu có chút sơ ở hmm. thì đầu rơi xuống đất nô tài tuân chỉ mẫu hậu nhi thần có chuyện bẩm báo các ngươi lui xuống hết đi dạ, dạ dạ, mẫu hậu à sao nhi Thật nghe nói hoàng thượng đã không còn ở trong cung nữa ai mà to gan vậy lại dám nói những chuyện hồ đồ này với con quả thật nhi Thật nghe nói rồi còn nói hôm qua hoàng thượng đã mất tích rồi hoàng nhi nói ai ra biết Rốt cuộc là ai đã làm loạn trong cung Lại dám nói với con như vậy Chẳng lẽ không có chuyện này Mẫu hậu à Như thần cũng là lo lắng Người cũng biết hoàng tử sức khỏe không tốt mà Không thể có chút sơ suất nào đâu Chuyện của hoàng đế Ai gia đương nhiên hết sức cẩn trọng Lẽ nào cả ai gia con cũng không tin sao Mẫu hậu tha tội Như thần không chấm Mẫu hậu Thật ra Di Thần đến đây là có chuyện bầm báo con nhận được một câu truyền tin của Lục Tiểu Phụng Hắn đã điều tra được thêm Một tội thần nữ có kim bằng dương triều Bây giờ đối tên thành độc cô nhất hạt Chính là hắn hạ độc Khi sư thái trúng độc phát điên giết tự dương Hắn hạ độc sư thái Là muốn làm chửi môn Nga Mi Mai là người này đã bị tiêu diệt rồi Nói như vậy Người hạ độc sư thái Không phải là người hạ độc hoàng thượng Vậy hắn cũng là một trong các tội thần kim bằng quốc Tìm thấy người rồi Lấy được kim thược rồi chứ Chỉ tiếc là Vừa biết được thân phận của hắn hắn đã bị người khác tiêu diệt Kim Thượng mất tích rồi Lục Tế Phụng còn đang điều tra Kim Thượng chính là ở núi Nga Mi Hắn còn điều tra gì chứ Truyền cho Ngự Lâm Quân Lập tức đến đó Lục soát Nga Mi Mẫu hậu à Người nghe di thần nói Độc cô Nhất Hạng và Diệp Thiết Sơn Đều không phải là người đã hạ độc hoặc thượng Vậy người hạ độc Rất có thể là tội thần thứ ba của Kim Bạc Dương Triều Người đã giết độc cô đã lấy Kim thượng đi nhất định là người biết rõ tình hình vậy có phải là người này làm không phải tìm được người này đã người ẩn trong giang hồ đã lâu chỉ có lục tiểu phụng Con nói đúng. Ai da nóng dội quá rồi. Vậy con nói với Lục Tiểu Phụng, bảo hắn tranh thủ thời gian, tăng cường điều tra. Dạ, như thật nhất định sẽ nói. <laughs> ta biết ta sẽ không được tha thứ nhưng mỗi lần ta giết người xong ta chỉ muốn đến đây hối lỗi với bồ tát tại sao không để ta bảo vệ cô không thể được ta sẽ liên lụy huynh ta bị truy đuổi đến ngã rẽ trong lòng rất sợ hãi nhưng chỉ cần nhìn thấy huynh sống yên ổn là ta thấy thế gian này vẫn chưa đối xử tệ với ta ta mong sau này có thể báo đáp cho huynh thật tốt y thuật quốc thường y quả là cao thầm Hoàng đế vẫn ở trong cung Nhưng qua mãn lâu lại không biết đi đâu Thật to gan Dám không từ mà biệt Triệu tổng quản Và dạ, có nô tài Mang phụng chương của Ai Gia ra đây Theo ý chỉ của Ai Gia Truy đã qua mãn lâu Dạ Mẫu hậu Di thần cảm thấy không thỏa đáng Một khi mẫu hậu truyền lệ xuống Giang dõi báo quan trong triều Nhất định sẽ quản loạn Cũng giống như di thần Tin làm tin đầu hoàng thượng mất tích Hoàng Nhi nói cũng có lý Ai da đúng là giận quá hồ đồ Như vậy đi Con âm thầm điều tra Tìm qua bán lâu về Nhất định phải điều tra rõ Ai da tuyệt đối không dạ. nhân nhượng Nếu điều tra được Nghiêm khắc trừng trị Như thật cáo luôn Các ngươi đều lôi xuống hết đi Dạ Lôi xuống hết đi tham ký thái hậu Phải cẩn thận dễ dương Con người nó thông minh lanh lợi Tránh tiếp xúc trực tiếp với nó Xin thái hậu yên tâm Nước không thể một ngày không có vua Kế này Có thể che tạm thời mắt mọi người Quắc thần y Ai già ở cấm cung Người có thể tin tưởng không nhiều Người phái người ra ngoài điều tra Nhanh chóng tìm hoàng đế về cho ta Nhớ kỹ Không được rêu rao Dạ thái hậu Công tử, công tử, họ đến rồi, họ đến rồi. cha nhà, vất giả cho ngươi rồi. Mau mời họ vào đi. Được thôi, được thôi,